Hiền đệ đã chuẩn bị đồ đạc lên đường ứng thí rồi chứ? Ta thì rất sợ hai chữ công danh làm bộ càng sống của ta. Mấy năm qua ta ông nhận sử kinh là để học nhân hồng nghĩa, chứ không phải để tìm bả lợi danh. Ôi, có gì đâu mà gọi là khâm phục, đó chẳng qua là ý sống khác nhau thôi. Đối với ta, đời là sự thảnh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng đông dông nơi miền quán gia, ngoài dòng lợi danh chân cao thấp mặt tình. Ta đã nghiêng để khó thực hiện được ở đâu, bởi vì đôi vai còn mang nhiều ân ở sâu dày. Hiền đệ phải lo trả cho tròn, để phải lên đường lo lập chữ công danh. Hiền đệ không thể sống như ta, mà ta cũng không thể đi theo hiền đệ được. Vậy rượu đây chúng ta hãy uống, uống dài chung để nhớ hoài ngày đưa tiễn hôm nay. Hiền đệ, đệ ơi nhìn bọt rượu sủi đầy trong chúng hàng xì. Nghĩ gì đây khi men rượu cay nồng, xin trao ta gửi chúc nghĩa tương phùng. Ta già đệ cùng cười sáng sảng thay lời đương tiền. Uống đi đệ. Ôi tiếng cười dở dụng giữa không gian như thay giảng lời đưa tiền. Xin hãy cạn chén rượu hàng chi cho ngốc hay sai mà mơ ước chuyện tương phùng. Đời đã rộng tâm tan mà tình ý lại khôn cùng, làm sao biết được bèo may tan hợp. Nghĩ thêm buồn cho những ngày sông núi cách xa. Chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà, sao đưa tiễn mà nghe lòng buồn rười rượi. Văn ca chép đã tốn công lặn lội, có dược dụng môn qua kiếp được thành rồng. Uống cạn chén này rồi chén nữa, rượu đã cạn bầu chưa thấy sai. Hồn lại thấp sai tình tri kỳ, ngày mai chia biệt dạng đường mây. Thank you.
bái biệt. Kia Cần Minh Hiền Đế, vậy à, đã đổ trạng nguyên rồi. tại sao trạng nguyên mà ăn mặc như vậy để sao? Hiền Đế, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, Hiền Đế không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếu chỉ vua chuyển về làng lo đón tiếp, và cả ngay cả huyện sở tại cũng không biết không hay. Hiền đệ, không dối ta chứ? Với đại quý, thế tại sao đệ vẫn mặc y phục rách rưới này để tìm ta? Cảnh ta ra là cha mẹ hiểu được ta, chỉ có Trần Minh. Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu. Đệ hãy chờ ta. Ta đi mua rượu. Nhưng giờ đã là trạng nguyên mà vẫn uống rượu nơi quán nghèo à? Chung rượu buổi đêm đơn.
chính đã là với nhiều thầm cảm. Sao duyên tâm hồn dưng đậm nghĩa cố tri. Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ, ta cứ nghe sao còn hơi ôm tràn nguyên. Đâu đã mắt ngon ta chỉ xin muốn dài chung nhỏ, rồi quay về với cuộc bấm cài xong. Làm sao được nữa, đôi bằng hữu khi có một kẻ cao sang, không sao tránh khỏi mặc cảm gì vẫn chia giai cấp. Còn chứ ta xin tặng để một nhành bông lúa mới, hai lời dặn dò khi được cao sang. Xin chớ quên lòng những kẻ bùng lắm tay chân, nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân. Nhưng lớp người đó lại chịu nhiều khinh bạc của những người áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi trước mà bây giờ để đã dắt thân vô. Hảo bằng hữu.